Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn đã trở lại với kênh của Cali Sài Gòn và xin chúc cho tất cả quý vị một ngày thật vui vẻ, bình an, hạnh phúc bên gia đình. Vâng, kính thưa quý vị, đây là một buổi sáng ở California, thành phố Sacramento. Một buổi sáng rất là im ả và chiếc xe chạy qua chạy lại ở trước cửa nhà. Và hôm nay Cali Sài Gòn cũng như mỗi lần sẽ chia sẻ về tin tức nghệ sĩ Đàm Vĩnh Hưng bị kẻ lạ bắn À, súng vào cửa nhà như thế nào. Rồi sau đó thì chúng ta sẽ chia sẻ diễn viên thương tính tìm được cơ hội đổi đời và những tin tức văn nghệ sau nữa. Vâng đầu tiên thì chúng ta sẽ chia sẻ về vấn đề nhà của ca sĩ Đàm Vĩnh Hân bị kẻ lạ bắn súng hơi vỡ cả cửa kính. Theo như một tờ báo ở Việt Nam là tờ báo Thanh Niên đã cho biết rằng Đàm Vĩnh Hân cho biết một người lạ đã dùng súng hơi đạn bi để bắn chim nhưng lại trúng vào kính phòng tập chim nhà anh nam ca sĩ đang đợi cơ quan chức năng xuống làm việc đây không biết có phải là bắn vào cửa kính tai nạn hay không hay là cố ý bắn vào đào vĩnh hưng trên trang cá nhân đào vĩnh hưng bày tỏ bức xúc khi người ngoài bắn vật thể lạ làm vỡ tấm kính phòng tập chim nhà anh giọng ca xin lỗi tình yêu cho hay do nhà hưng có cây xanh rất nhiều nên chim kéo về cũng không ít. Lâu lâu cũng có xuất hiện những chú chim lạ. Và có cả sóc nữa. Có lẽ ai đó đã dùng súng hơi đạn bi để bắn chim, nhưng đã bắn vào cửa phòng tập chim và làm rang vỡ tan nát cả tấm kính của mình. Anh chia sẻ, nếu nhà bạn bị bắn như vậy, bạn sẽ phản ứng như thế nào? Bữa nay, tôi đóng vai quá hậu thân tiện nói ít mong người nào đó đọc và hiểu được ý thức một chút xíu nhé. Nếu nói trúng người thì sau đây. Ngay sau đó Đàm Vĩnh Hân tiếp tục đăng tải dòng trạng thái cập nhật về vụ việc. Anh cho biết phía công an có gọi điện thoại cho tôi. Nói giữ nguyên tấm kính và viên đạn để họ xuống khảo sát và đo đạt đường bay và hướng của viên đạn từ đầu tới. Trao đổi với báo thanh niên, Đàm Vĩnh Hưng cho biết anh đang đợi phía công an làm việc xem tình hình thế nào rồi mới có cách xử lý. Chia sẻ của Đàm Vĩnh Hưng nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều người cho rằng vụ việc nên để cơ quan chức năng vào cuộc vì khá là nguy hiểm. Một tài khoản bình luận bắn trúng kính mà đã bể vậy rồi lỡ trúng người thì sau đây rất là nguy hiểm. Người xem khác chia sẻ, phải như vậy thôi anh Hưng ơi, chứ nguy hiểm quá tài khoản khác viết phải làm nghiêm để tránh việc xảy ra vâng kính thưa quý vị và bây giờ chúng ta sẽ chia sẻ về uh, cuộc sống của diễn viên thương tính uh, có tìm được cơ hội đổi đời hay không vì ông ta cũng lớn tuổi rồi phải không quý vị? Nghệ sĩ thương tính có thể sẽ trở lại phim trường với vị trí khó ngờ khi một người bạn thân thiết của ông quyết định tìm kịch bản phim và nhờ ông làm đạo diễn. Những thông tin liên quan đến diễn viên thương tính luôn có sức hút đặc biệt với công chúng bởi cuộc sống xế chiều của ông có phần chật vật. Khác xa với thời huy hoàng lúc trẻ, thương tính hiện tại ở tuổi thất thập cổ lai hy vẫn phải vất vả và mưu sinh. Mới đây, Thương Tính đã thoát được cảnh ăn nhờ ở đậu. Ông được mời biểu diễn ở tiệc cưới và cả đóng phim nữa. Với khoản thù lao là 5 triệu đồng một show. Cho ca hát là 20 triệu đồng. Thù lao đóng phim, diễn viên Thương Tính cho biết ông hạnh phúc vì có thể tự lo cho bản thân. Thậm chí Ông còn thực hiện được giấc mơ đưa cô con gái nhỏ của mình đi Đà Lạt du lịch 3 ngày. Ông cùng với ca sĩ Đình Cường đến thăm nghệ sĩ Khoa Dạ Lan với mục đích chia sẻ chút quà mọn cho anh em đồng nghiệp khó khăn. Về tình hình sức khỏe hiện tại, ông cho biết khi đóng phim ở Quảng Ngãi về thì sức khỏe của ông yếu hơn trước Hiện tại chân tôi đau nhiều, ngồi xuống đứng lên khó khăn. Mỗi bước đi cũng bị rung nhiều, nghệ sĩ thương tính cho biết. Vì tình hình sức khỏe không tốt nên kế hoạch quay MV cũng chưa thể thực hiện được ngay. Ngay khi cảm thấy tốt hơn, tôi sẽ quay xong MV đầu tiên này của mình. Tuy nhiên, niềm vui lớn nhất của ông là được một người bạn thân ngỏ ý mời làm đạo diễn phim hiện khâu mua kịch bản cũng đã tiến hành. tôi vui vì bạn bè thân thiết vẫn thương và giúp đỡ mình. ông vui vẻ và khoe như thế. chắc tất cả quý vị còn nhớ um, hùng thuận trong uh, đất phương nam chứ hả? bộ phim này cũng khá lâu rồi phải không vị? mười mấy hai chục năm rồi phải không đó là bé an mà hồng thuận đã diễn sức rất là xuất sắc và ai cũng nhớ bé an trong đất phương nam một thời phải không quý vị ham bé an đất phương nam nói một câu bất ngờ khi bị đồn đổi đời nhờ làm cò đất gần đây thì chúng ta cũng thấy rằng hồng thuận và lương thế thành hả đã cùng với nhau và ở một công ty bất động sản Và có sự góp mặt của rất nhiều anh chị em nghệ sĩ tới đó Chúc mừng ngay cả Khương Dừa, Việt Khương nữa Và Việt Khương cũng có lên trên đó à, Lên trên sân khấu và chia sẻ với tất cả quý vị là Hùng thượng rất là mát tay à, Đã mua đất cho Việt Khương Hai cái mảnh đất và hai mảnh đất đều trúng đậm hết Vâng bây giờ chúng ta À, cùng với nhau chia sẻ coi à, Hồng Thuận có phải là lên đời nhờ làm cỏ đất hay không. Hồng Thuận lên tiếng về tinh đồn, đổi đời ở tuổi 40 và đến chính các phát ngôn được cho là gây sốc trên mạng xã hội. Hồng Thuận nổi tiếng từ năm 1997 sau vài bé An trong phim truyền hình Đất Phương Nam. Từ đó, cuộc sống của nam diễn viên cho tới hiện tại chưa bao giờ yên ả. Thậm chí, nhất cử nhất động của anh trong đời thường hay mạng xã hội đều bị đưa vào tầm ngắm của công chúng. Mới đây, Hùng Thuận lại rơi vào tình huống quái quăm khi một số bình luận của anh trên mạng xã hội bị anti-fan phát hiện cụ thể nam diễn viên đã có phát biểu táo bạo bên dưới một bài đăng. Bài phát biểu đó như thế nào? Và bây giờ chúng ta cùng với nhau chia sẻ nhé ngay lập tức hàng loạt icon bày tỏ cảm xúc ngỡ ngàng, sửng sốt và cả hài hước đã được dành cho sao nhí một thời này. Một số người đưa ra ý kiến chỉ trích Hùng Thuận, không ít khán giả cho rằng Hùng Thuận nên thận trọng hơn trong lời ăn tiếng nói, đặc biệt là phải nghiêm túc hơn trong các phát ngôn trên mạng xã hội. Liên hệ với Hùng Thuận, nam diễn viên chia sẻ với chúng tôi. Tôi thấy bình thường, vui thôi đối với tôi những trang fanpage. Thông thường chỉ là để giải trí. Tôi bình luận là tham gia vào câu chuyện của mọi người. Thôi mà, đâu có, đâu có chuyện gì mà quá đáng đâu. Chuyện không có gì to tác ghê gớm cả quý vị ơi. Khi được hỏi về áp lực là người của công chúng, thì Hùng Thuận phủ nhận. Không đâu, tôi không cảm giác như vậy đâu nam diễn viên tâm sự công việc hiện tại của tôi cũng khá nhiều nên áp lực công việc dần dần làm cho tôi quen đi khi rảnh rỗi tôi lên mạng xã hội lướt qua comment dạo một vài cái và tôi tin sẽ thấy được tinh thần thoải mái hơn đừng gò bó cố đặt mình vào vị trí nào đó để cho người khác phải nghĩ mình là người này người nọ được biết Nam diễn viên từng thử sức kinh doanh nhà hàng nhưng thất bại. Anh phải đóng cửa hai nhà hàng liên tiếp vì dịch bệnh. Thời điểm đó, Hùng Thuận phải ở nhà thuê và làm nhiều công việc khác nhau để duy trì cuộc sống. May mắn thay, Hùng Thuận được bạn bè giúp đỡ và theo họ đi làm cò đất. Khi làm công việc này, Hùng Thuận cho biết bản thân đã phải thay đổi rất nhiều. Hùng Thuận cười nói: "Khi tôi đổi công việc thì đồng nghĩa với việc đổi thời khóa biểu hàng ngày, đổi mọi thứ. Để nói là đổi đời thì tôi không dám nói là đổi đời hay chưa, nhưng cuộc sống thay đổi thì có rất là nhiều. Diễn viên Đức Phương Nam cũng chia sẻ thêm về việc anh đã dừng nghệ thuật. Tôi đang muốn tập trung vào công việc bất động sản để được chỉnh chu và nghiêm túc hơn. Nên tạm thời tôi dừng đóng phim dừng tất cả các hoạt động nghệ thuật. Từng ghi dấu ấn trong lòng khán giả với vài bé an trong bộ phim Đất Phương Nam. Năm 1997 thì bây giờ cũng lâu lắm rồi quý vị ha. À, nếu mà đóng phim Đất Phương An 97 Vì là hai mươi mấy năm rồi quý vị ơi Và bộ phim đó như vậy là tính ra là 25 năm rồi mới đúng chứ Bộ phim Đất Phương Nam Đất Phương Nam đưa tên tuổi Hùng Thuận lên nhanh như là diều gặp gió. Hùng Thuận liên tiếp được các nhà làm phim, đạo diễn săn đón. Tuy nhiên càng về sau, sự nghiệp diễn xuất của anh không vượt qua được thành công của nhân vật bé An. Hùng Thuận ở thời điểm hiện tại có nhiều chuyển biến tích cực sau khi thành công với bất động sản. Thế nhưng đời sống cá nhân của anh lại gặp nhiều trắc trở. Sau ly hôn, nam diễn viên gặp chấn động tâm lý và cuộc sống từ đó thay đổi. Hùng Thượng cho biết đến khi nhìn lại, anh thấy mình chưa phải là một người chồng. Một người cha tốt, năm 2018, anh công khai hẹn hò với nữ DJ Mimo, khá nổi tiếng trong giới. Thế nhưng họ chính thức được ai nấy đi vào tháng 3 năm 2021. Khi được hỏi về chuyện tình cảm, hiện tại khi hùng thuận thở dài, Ai... tôi không muốn nhắc đến chuyện tình cảm của mình nữa. khi được hỏi về tiêu chuẩn chọn người bạn đời hiện tại, nam diễn viên thận trọng chia sẻ, tôi thích người cùng trò chuyện, người ấy là nguồn động lực cho mình. đối diện với tôi thì hiện tại hiểu nhau là chính. Vâng, cảm ơn tất cả quý vị đã cùng với Kali Sài Gòn một buổi sáng chia sẻ về tin nghệ sĩ. Và xin chúc cho tất cả quý vị một ngày thật vui vẻ, bình an, hạnh phúc, bình gia đình.